Cách chúng ta uốn con sâu bằng giấy bạc nhé. Thì có nhiều cách uốn con sâu, có thể uốn bằng cái sợi kẽm, có thể uốn bằng giấy bạc. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mọi người uốn giấy bạc trước. Đầu tiên mình xác định là cái sau tai mình gióng thẳng lên, thì sau góc khoảng 15 đến 30 độ thì chúng ta quan sát cái điểm xoáy của khách hàng. Mình sẽ chia ra đây. Chia đường vuông góc của mặt đất để chia tóc thành nửa trước và nửa sau. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái phần tóc, chia phần tóc này chúng ta làm. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn mọi người cái cách chúng ta lấy cái mảng tóc hình vuông nhé. Người ta có thể lấy hình tròn cũng được, các hình vòng cung được, nhưng hình vuông là chuẩn nhất. Để mọi người căn làm sao cho thẳng hàng hoặc là nó so le nhất có thể. Và cái phương pháp này chúng ta cũng sẽ lên lấy nó so le nhé. Đây, lấy một đường đây. Mọi người đi một đường này, đi ra đây này. Đúng không? Giữ tay đây, chúng ta lấy cái bên này, chúng ta sẽ đi ra, chạm tay mọi người sẽ đưa lên này. Đưa lên cao này, chúng ta sẽ lấy cái tóc ra. Đấy là cái cách chúng ta lấy mảng tóc, chải mượt. Đưa lên, chạm bật nữa đưa lên. Đang ngửa tay này, ngửa tay tay không thuận đấy nha. Đấy, vặn này. Để được vào này, tiếp tục. Vặn. Cứ vặn càng chặt thì nó gì? Càng xoăn. Đó. Chặt vừa nó chặt quá khách hàng người ta đau. Tiếp tục. Đó. Giữ tay này. Một người chọn giấy bạc làm sao nó lấy giấy bạc làm sao nó khoảng 2 cm nhé, hai đúc ngón tay của mọi người là vừa nhé, hiểu thầy không? Không nên lấy nhiều quá, lấy cái mảng tóc của đấy hình vuông, một chiều dài là 1 cm, chiều rộng cũng 1 cm, hiểu thầy không nhỉ? Đừng lấy to quá nhỉ. Tiếp tục ngồi lấy cái giấy bạc làm sao mà cách cái phần ngọn khoảng từ 1 đến 2 cm nhé, đừng lấy đúng bằng cái phần cái chiều dài của tóc luôn, vì tí nữa mình còn cầm lên mình phải đẩy cái giấy bạc xuống sát chân. Hiểu chưa nhỉ? Chúng ta không lấy bằng nhạc, tiếp tục này. Mọi người chú ý này, đây thì xoay dạng này nhé. Đây, chú ý dạng này. Rồi nhìn này. Đây, tiếp tục này. Thầy gấp một bên, ví dụ thầy vặn sang thì thầy đang vặn theo chiều kim đồng hồ đúng không? Thì cái đằng bên trái thầy này, thầy sẽ gấp cái này trước này. Đấy, gấp cái này vào trước này. Được chưa? Các sau rồi vào thầy mới lấy cái móng tay này. Thế đẩy cái phần tóc này vào. Và cái gấp bên này vào bên phải thầy hất vào đây là xong. Đấy, một vòng. Được chưa? Xong này rồi thì sao? Mọi sẽ đẩy giấy bạc sát xuống chân tóc của khách hàng. Được chưa? Lấy cái tay này giữ. Giữ nguyên nhá. Và thầy thả cái này ra, bắt đầu vặn ở trên. Bạn theo đúng chiều kim đồng hồ nhá. Mọi làm ngược giấy bạc của thầy nghĩa là chúng ta, nếu mà chúng ta gấp cái đằng này trước, gấp đằng này sau thì nếu vặn là giấy bạc nó bung ra nhá. Mới đúng cái chiều kim đồng hồ của thầy, vặn này. Đấy, thả ra nó thì nó phải thẳng như này. Được chưa? Chia ra. Anh đứng đằng sau đằng này. Đằng kia đứng đằng này. Tiếp tục này. Trải lên này. Tiếp tục chúng ta sẽ vặn này. Tiếp tục vặn. Đưa ra trung tâm của cái mảng này. Vặn này. Được chưa? Đó. Vặn rồi chúng ta này. Tiếp tục. Đưa giấy vào. Được chưa? Ta lại bắt đầu. Gấp vào. Nếu ta gấp cái gạch này trước này, gấp vào. Được chưa? Tiếp tục gấp này vào. Và cho cái này chạy vòng quanh. Là ok. Thì đấy nó hơi to. Đó, xong này nữa, xong rồi. Tiếp tục đẩy sát xuống. Giữ cái này. Vặn ngay trên. Đó. Và cái này ngược lại, chân ngược lại thì tất nhiên nó sẽ là gì? Thẳng lên này. Cái thẳng lên này ok nhá. Vuông góc cái phần tóc này. Được chưa? Tiếp tục. Dụng cùng phương pháp tương tự. Để mọi người làm. Nhớ chúng ta chia cái mảng tóc làm sao cho nó gì? Cho nó rõ một chút này. Bạn nào. Bạn tiếp.
cho đây. Đúng không? Ta bắt đầu gấp vào. Ai để cái chuông điện thoại đây? Hả? Chúng ta đẩy xuống sát chân, giữ cạnh này và tập vặn. Cứ như vậy rồi sử dụng cùng bốn phát cơ tự để chúng ta quấn hết vào tóc này. Nếu bạn chặt đầu rồi thôi, chặt quá ăn khe ta đọc. Được chưa? Tiếp tục. Sao này? Sử dụng cùng bốn phát cơ tự nha. Đây, nhìn thấy chia này. Chia một đường đây này. Đây này. Để cái nào cho mọi người nhìn rõ nhỉ? Đây, đây này. Cái nào này cũng vất vả tí nhá. Đó, tiếp tục chưa này. Đây, thẳng cái đường với mình chia thẳng ra này. Dừng lại một xe, dừng lại này. Chỗ này mình sẽ chia một đường chạy xuống này. Đấy, chạm tay, đưa lên. Người đi ngọn người sẽ bắt đầu tách các phần tóc không liên quan ra. Đó, tiếp tục trải lên này. Cầm tóc và chúng ta cũng vặn tiếp. Đó, ngửa ra, xoay. Tiếp tục, cùng một phương pháp tương tự, mọi xử lý hết rồi này. Cái này dễ không mọi người? Quá dễ đúng không? Dễ rồi à? Giữ này, vặn này. Đấy. Đấy là chúng ta sẽ được cái loại này rồi. Tiếp tục. Đấy đây. Xuống, chia. Thường là chỗ này thành tóc rồi, không còn tóc nữa đúng không ạ? Mình chỉ lấy nó một chút thôi. Được tí nào thì 2 tí đấy. Nhớ đừng lấy cái phần tóc ở bên phía trước vào đấy. Vậy cái này là phồng chân không? Cũng phồng chân được. Nhưng phồng chân này là hạng hạng cá tính. Hiểu thầy không? Thích thù lò đấy. Đây là xoăn con sâu mà. Cái này nó ngắn quá bỏ xuống. Xoăn con sâu thì nó tương đối là tít đấy. Tít vâm luôn, chạy áp. Xoăn bằng cái sợi thép kia nó còn tít nữa. Đấy, cứ vào một vòng này chúng ta đẩy xuống này, chân này, giữ này. Và vặn. Đây là tóc của mình đấy. Dạng này. Xoăn hơn tí. Tiếp này. Thì muốn bước tiếp theo thì sao? À, thì chúng ta sẽ chia những lớp ở phía trước nhá. Mọi sẽ chia so le này. Nhưng chúng ta đừng chia thẳng hàng này nhá. Nhiều bạn hay có cái thói quen chia thẳng hàng tí nó thành một cái nếp ở giữa này giống như cái sông ấy. Nhưng mà chú ý cái này. Nào, tiếp tục. Cái đấy ở giữa cái này. Chia đây. Đúng không? Chia tiếp một đường như đây. Cái này dừng lại, cái đấy ở giữa này. Cái thứ hai, chia ra. Nâng lên, và chúng ta đã chia được một gì? Một tép tóc. Tiếp tục trải lên này. Đó, tiếp tục ta uốn này. Đó, uốn. Cái quay đằng này mình cũng nhìn thấy rõ. Hay là quay cái như lúc nãy? Hả? Này rõ hơn à? Cái này là ít xe hơn đúng không? Đấy, bóp vào. Đẩy xuống. Giữ cái này lại. Rồi cái trên này vặn. Mọi phải vặn nhanh nhá. Không là trong lúc mọi thả tay ra nó cái này nó bị bung ra đấy, hiểu không? Phải vặn nhanh. Đó. Tiếp. Sử dụng cùng một phương pháp tương tự với anh con ạ. Chúng mình chia từ cái giữa cái ông ở phía hàng trước ấy. Đó, chia thẳng ra. Gập tóc phát tách ra. Đó, đưa lên trên cao. Chia tách ra. Cái cách chia này nó có quan trọng mọi người. Rất quan trọng nha. Nên là chú ý trong quá trình mình làm chia thật cẩn thận mà. Đây thế cố gắng thì đang chia nhỏ nhất có thể đấy. Mong có thể
chia to ra một tí cũng được, không sao. Nhưng mà mình mới luyện mình chia nhỏ thôi, mình làm nhiều lần. Thầy đang làm chậm thì mọi người có thể quan sát một cách nó rõ nhất nha. Nhưng mà thầy là thấy thầy làm nhanh quá thì báo. Đó. Thầy đẩy xuống này, đẩy sát xuống này. Tiếp tục. Làm muốn xoăn, muốn đẹp thì cái hàng thì sao? Phải chịu đau tí. Và cái hàng này em làm này nó hơi đau tí, hơi rất chân tí là anh chịu khó tí nhá. Đó. Ok em, được, ok. Làm luôn đúng không? Nếu không chịu đau thì mình lại uống cái gì? Uống cái bằng giấy gì nhỉ? Cái này là người ta chơi hơi cá tính đấy nhá. Nên mọi người bảo là uống bằng cái này là mọi người phải chọn lứa tuổi hợp lời hợp với cả cái phương pháp uống này nhá. Không phải người trung niên cũng chơi quả này toàn đấy. Thì nó xù xù lên đấy. Để cuốn một vòng. Giấy bạc càng cuốn nhiều thì nó lại càng chắc. Đẩy xuống, cầm chặt. Uốn. Đó. Mới dựng đứng lên này là được. Tiếp tục có một chút tóc đây thầy sẽ uốn nốt. Này ít quá nhưng mà vẫn cứ uốn lên nhá. Tí mọi người làm nó còn ít này vẫn phải uốn lên đâu thầy nhá. Đó. Tiếp tục cái này tương tự. Lúc nào uống xong thì trước khi chúng ta hoàn thiện ấy thì người đừng có quên được là cắt cái này ấy nhá. Phải cắt cái đầu tóc này đi này, hiểu không ạ? Chứ đừng để cái đầu tóc này nhìn một cười lắm. Không tin cứ thử xem. Hả? Mình chỉ cắt cái form trước thôi. Tí nào thừa ra tí nào thì mình sẽ cắt đi cái đấy thôi. Còn mình phải cắt trước cái form chứ. Mình cắt cả tốp cả thành có cái form trước. Mình mới uốn này nhá, chứ phải là cắt này xong mới uốn này xong mới đi cắt form. Mình đi cắt kiểu cắt một thành một kiểu tóc nó bình thường thôi. Nhưng mà khi uốn thì chúng ta phải cắt dài ra một chút. Hiểu thế không? Còn cắt mà để chơi không thì chúng ta không phải cắt dài. Ta cắt đúng cái độ dài đấy. Còn nếu mà khách tư với khách hàng nhưng mà uốn thì mình phải biết cắt là mình phải gì? Phải gì mọi người? Phải cắt dài ra một chút. Để tí nữa mình uốn xong mình cắt đi là vừa. Không, cứ để thế này cắt được. Ừ. Để này cắt. Cắt xong rút ra. Định hình. Và mọi người định hình xong chúng ta cắt cũng được, tùy. Miễn sao là nó phải hết được cái tóc này nhá. Thì chỉ sợ người không cắt hết thôi. Đây, ví dụ cái này là tóc này đang ít này, đang ngắn này. Mà mọi người để cái giấy bạc nó thì nó dài quá thì cũng là sao nhỉ? Khó uốn nhá. Nhưng khó cũng phải cố mà uốn. Thầy nói mọi người có hiểu không nhỉ? Chắc không? Vì các bạn thầy bảo là thầy thường thầy nói hơi khó hiểu. Khó hiểu không?
xịt nước thì che cái mặt khách hàng vào, đừng đi hoa nhá, xịt khách hàng vút mặt không kịp. Xem cái video gì chưa, video mà người ta hay làm chế chưa? Đấy, xịt đấy, xong ta lấy nước thôi, ta vặn cái nắp ra, ta đổ hết lên đầu, tí sao mang cái vòi thịt xịt gì, xịt thuốc sâu ra xịt tiếp, đúng không? Có video này không? Có. Xong rồi ra kiểu thế đúng không? Tập này hoặc là tùy vào cái mảng tóc người chia sau này. Như mảng tóc ở một xe này thì chia này là hợp lý, là an toàn. Mọi đừng cắt, đừng gọi là sợ tốn giấy bạc quá, cắt bé, tiết kiệm quá, lúc nào cuốn nó không được thành hình là lại phải cuốn lại, mất thời gian, tốn cả thuốc, tốn cả thời gian. Để xuống là trước khi mọi người phải để xuống đấy này, giữ lại, vặn. Vặn thì cái tay này bắt đầu mình lại vặn về ngược lại, chiều ngược lại chút cái phần chân này mới giữ được nhé. Tiếp tục để làm tiếp bên này. Mọi cứ làm so le như này nhá. Đấy thì những đồng chí dạy nâng cao cũng chỉ như này thì có gì đâu. Không có gì là lạ, là mới cả. Đấy thầy càng ngày thầy làm càng bé đi để cho để làm được nhiều lọ mọi người nhìn thấy nhé. Không học thì không biết, học rồi thì đã đơn giản đúng không? Vì này như anh Sơn về đó là hút bạc rồi. Chưa đâu thầy ơi. Hút được đấy. Vua rời bạc này rồi thì kiếm kiếm. Mấy cái này là mấy ông hay chơi ấy, chơi bời ấy, hay chơi kiểu này. Đúng Hùng chẳng hạn ấy. Ngày mai kiếm được tiền của Hùng. Không nhỉ? Thì không quán chơi. Nếu kìa thì thấy cái không quán chơi chứ đâu. Sâu không kìa, thấy con sâu không? Mai nước mình uống. Ngồi biết công thức cái cách chúng ta uống lạnh rồi thì chúng ta uống cho nhau, hiểu không? Uống được hết, tẩy tẩy như thế nào, tẩy vẫn còn độ kết dính thì vẫn uống được hết. Nhưng uống cái này là chúng ta phải chú ý, tóc nó yếu quá thì không nên uống, an toàn nhất đừng có yếu đừng có uống. Tóc sơ lên uống nó cũng lên được mà không lên được nhiều. Mà hai người uống nhiều người. Ê. Mai anh có thể uống rồi. Qua wow, cả kìa cắt môi cần mà uống. Đấy, uống lên, đấy, chỗ Hà uống chỗ mái đây. Các tóc thì cái đầu môi cần lên. Đây, mái ngắn đây. Cứ như vậy, người uống hết toàn con đầu ra đây. Nó chắc cái uống sợi kèm gì. Hùng nó uống sợi kèm. Hùng nó uống sợi kèm. Nhưng mà vặn nó là dạng lơi lơi. Chúng phải vặn ác chiến nó hơn cả cái này nhiều. Hùng uống ở đâu? Barber. À, dạng của Barber uống à?
Mấy đồng? 7 đồng. 7 đồng. Cả trà nhuộm à? Không ạ, cả cắt mấy này uống này. Bảy lít. Hả? 7 lít đấy. Không phải rẻ đâu. Tại sao không bảo thầy làm cho, thầy làm 5 lít thôi. Thầy làm 7. Ủa sao bảo thầy làm không bị bàn, có mấy bàn đấy kìa. Thầy ghét thầy ở đây chứ. Thầy ghét thì là sao bảo thầy thì làm miễn phí không chị? Miễn phí luôn. Thế thầy có văn phòng nhân đăng em kìa. Phí luôn. Cứ mua thuốc đi, thầy làm cho không có gì được. Nhưng mà thầy sẽ để một người làm cho nhau. Đó, thầy sẽ hỗ trợ. Thầy chỉ quen hỗ trợ, thầy không biết làm trực tiếp. Nhớ cái tự tin đi, làm sao mà sợ thế? Làm đi, làm thầy sửa mà. Không đó, tự tin đi. Thầy còn đi theo thì sửa chán. Không hỏng được, không thể hỏng được. Làm sao mà hỏng được? Sơn quay đằng đấy thì các bạn có nhìn thấy cái cách nào không? Biết hết rồi thầy, các bạn đã biết hết cả chưa, nắm bắt được cả chưa? Các bạn đang chiều kim đồng hồ đâu, để hết tóc rồi. Mai mọi người họ học cái công thức bún lạnh phát là biết bún phát là bắt đầu chiến đấu thôi. Còn mỗi tam bông luôn luôn. Mai mấy là tam bông. Mai còn thời gian thì thầy hỗ trợ người bún cho nhau. Demo để thứ hai chúng ta bún cho khách hàng. Tóc phía sau người muốn tương tự nhá. Cũng chia so le này nhá. Có cần thể lên hết không? Đây là xong rồi đúng không? Tương tự như vậy thôi. Tương tự như vậy thôi, uống bao giờ hết rồi. Nhá. Được chưa? Dạ vâng. Đấy, uống nó phải gì? Nó phải theo cái hướng như này nhá. Hiểu không? Dạ vâng. Rồi người về một người thao tác uống. Cái này thì tương tự sau tương tự thôi.